Nuôi gà kết hợp với chuồn quế hay còn gọi là giun quế không chỉ là một trong những mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn có thể bảo vệ môi trường. Gia đình chị Lê Thị Thu Hương ở thôn 3, xã Eka Mút, huyện Eka chuyên nuôi gà đẻ trứng, trung bình mỗi lứa hơn 2.000 con. Trước đây lượng phân gà thải ra mỗi ngày là điều chị trăn trở, nhưng khi tìm hiểu mô hình nuôi chuồn quế, gia đình chị đã quyết định chăn nuôi thành vòng tròn khép kín. Phân gà làm thức ăn cho giun, giun làm thức ăn cho gà, vừa tận dụng được chất thải vừa đảm bảo yếu tố môi trường. Mình thấy là đây một trong những là mô hình là quá tuyệt vời, bởi vì đây là một cái vòng tròn khép kín, mình có thể tận dụng tất cả các cái phân của vật nuôi, ví dụ như gà, vịt, heo, bò, dê. Xong rồi mình lấy cái phân đấy mình ủ hoai mục và mình cho con giun vào. Thì sau khi một tháng rưỡi hoặc hai tháng thì con giun này nó khai thác cái số lượng phân đấy, nó chuyển hóa nó thành một cái phân trùn quế có chất dinh dưỡng để cây trùng có thể hấp thu được tốt hơn. Từ mô hình khép kín mà gia đình chị Hương đang áp dụng không chỉ giảm được một lượng lớn thức ăn cho gà mà chất lượng thịt gà và trứng cũng tốt hơn. Nuôi con giun để nhờ con giun nó ăn cái phân đấy thì đồng thời là giải quyết được cái khó khăn của mình là khi mình bán ế phân thì lại mình sản xuất được một cái phân khác ra cái giá trị kinh tế cao hơn nhiều. Từ thành công của gia đình chị Hương góp phần mang lại một hướng đi mới cho bà con trong quá trình chăn nuôi tại địa phương. Trong thời gian tới đây thì ủy ban và các đoàn thể là sẽ triển khai nhân rộng cái mô hình này đến các hộ hội viên thuộc hội nông dân của xã để cái thứ nhất là vừa phát triển kinh tế hộ gia đình, cái thứ hai là nhằm tăng cao cái thu nhập cho người dân.